cảm ơn quý vị đã tiếp tục theo dõi chương trình kiến thức y khoa gia đình và xã hội hôm nay Julie có thời gian nói chuyện với thị trưởng Katrina Foley uh, Katrina Foley là người mayor của Tulsa Mesa um, the, the first three portion Julie có thời gian nói chuyện với Katrina cái phần cuối đây Julie sẽ um, chú ý về um, cho cái thông tin mà có thể giúp cho quý vị uh, khán giả ở nhà trước nhất là cái triệu chứng covid ảnh hưởng rất nhiều người nếu quý vị có câu hỏi là có một cái website là covid hotline covid health xin lỗi quý vị là ochealthinfo.com đó là cái website lúc mà quý vị có cần hiểu tìm hiểu thông tin về covid nếu quý vị có câu hỏi nào thì gọi được cái số 714-834-2000. số đây là họ có thể trả lời bất cứ câu hỏi gì về covid về cái vaccine thì nếu quý vị có cần câu hỏi gì đó xin quý vị lên mạng gọi cái số đây để cho mình mình tìm được nhiều thông tin cho gia đình thêm nữa Julie thấy đó là Julie muốn muốn chào quý vị biết là khi nào mình cần thông tin và tìm hiểu thêm về covid cho thành phố của mình mình phải nên tìm cái website của thành phố trước nhất á, julie muốn á, là tại julie biết là trong cộng đồng Việt Nam của mình rất nhiều người ở thành phố Westminster thành phố Garden Grove thì nếu quý vị có thời gian thì cũng nên lên cái, cái website của thành phố Westminster thành phố Westminster cũng có dài thông tin về Covid về cũng có cái cái grants cái gì đã giúp giúp cho cộng đồng Việt Nam của mình mà trên you know, nào um, quý vị cần thêm thông tin á thì lên cái website của thành phố Garden Grove trong cái thành phố Garden Grove nó có nhiều cái chương trình cho mình thấy hơn cái nhiều cái số liên lạc lúc mà à, quý vị có uh cái, cái cái thể có cái, có khó khăn về mua đồ ăn ha ha có vậy đó cũng có nhiều cái food distribution hoặc cái trung tâm nó có số điện thoại của rất nhiều cái trung tâm quý vị liên lạc họ họ có thể giúp quý vị không phải là mình chỉ phải chờ cho cái food distribution không mà cũng có cái số mình mình um, liên lạc chi tiết th 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 thẳng vô cũng cũng được À, nếu quý vị có khó khăn trong một covid trả tiền nhà trả đó vân vân cái phần đó, đó cũng có nhiều cái cái bằng là rent assistance cái rent assistance đó, là cái cái chương trình à, cũng có nhiều cái hội từ thiện họ có thể giúp cho quý vị trả tiền tiền nhà cho cũng có thể mấy tháng hay vân vân cũng có được Um, gia đình nào hoặc người nào cũng bị homeless thì cũng rất nhiều cái chương trình uh, trong cái website của garden grove thì julie khuyên quý vị uh, chỉ nào quý vị ở thành phố phố garden grove hay thành phố gần xung quanh á mình cũng có được lên cái website đây mình tìm được thông tin có thể giúp cho gia đình um, rất nhiều um, trong mùa covid rất nhiều Uh, mấy cái tiệm của mình mình làm ăn ở thành mấy trong thành phố mình cũng có nhiều cái khó khăn thành phố Garden Grove giống như thành phố Westminster cũng có là nó cái bằng là small business grant uh, một cái cái small business grant thành phố Garden Grove có đó là cũng cho mình có thể là một ngàn rưỡi lúc quý vị có cái uh, cái business cái nhà hàng mà làm food to go họ có thể cho quý vị um, ghi danh và cái cái được được cái cái giúp đỡ của thành phố Garden Grove thêm nữa cũng có một cái grant thêm cho một ngàn đồng thêm để cho mình giúp cho mình ráng giữ cái, cái 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 tiệm của mình thì luôn luôn quý vị chừng nào quý vị có cái khó khăn uh, lúc mình mình làm ăn hay là mình mình làm việc trong cộng đồng Việt Nam của mình thì luôn luôn phải lên cái mạng lên website của thành phố Garden Grove uh, hay thành phố Westminster mình tìm mấy cái thông tin đây không phải là quý vị ở thành phố nào là mình phải lên cái website đó à, thêm nữa có một cái website hôm nay là Julie à, mời được à, thị trưởng Katrina Foley thì Katrina Foley trong cái web trong cái website của thành phố Costa Mesa rất chi tiết, nó có rất nhiều thông tin. Uh, Julie thấy đó là um, Westminster cũng có thông tin cho mình, Garden Grove cũng có nhiều cái resources, nhiều cái um, để cho giúp gia đình. Mà thành phố Westminster, đội thành phố của Costa Mesa rất có nhiều cái thông tin cho cho quý vị. Thì um, quý vị học hiểu đó là um, nhiều lúc mỗi cái website đây ảnh hưởng mỗi người trong ở ở quận Cam chứ không phải là trong thành phố của mình không. Hôm nay Julie Hân hạnh được um, mời được um, thị trưởng Katrina Foley tới um, chương trình kiến thức y khoa gia đình và xã hội. Thì Julie muốn um, nếu quý vị uh, có thời gian, nếu quý vị ở thành phố Cosa Mesa hoặc huh, quý vị muốn join cái newsletter của Katrina Foley. Julie khuyên quý vị uh, ráng tìm uh, có, có thời gian lên là katrinafoley com được, là cái website của 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 thị trưởng Katrina Foley mà hy vọng thì uh, quý vị có thời gian ghi, ghi danh được trong cái newsletter ở đây là mỗi thứ sáu Katrina Foley chia sẻ với với chúng mình là là Katrina Foley gửi được cái 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 newsletter để cho quý vị biết rất là nhiều uh, nhiều cái information trước nhất mỗi tuần uh, Katrina Foley cho mình biết là cái Covid update, đó là hiện tại Covid ảnh hưởng à, quận Cam làm sao với làm sao mình có thể à, gia đình của mình với 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 business của mình có thể um, được được cái um, sự sự giúp đỡ của cái county với cái thành phố của mình um, thêm đó nữa đó là trong thành phố um, cái cái trong cái newsletter Katrina Foley cũng có cái City Council Updates. City Council Updates là mỗi hai tuần, mỗi thành phố với thị trưởng với với nghị viên có hợp hợp nhau. Thì Julie thích nhất là cái thành phố của Cosa Mesa có cái giống như cái update với cái summary nói tắt cho mình biết là trong cái tuần đây họ hợp họ nói cái gì thêm cho mình biết. Tại đâu nhiều người mình mình bận rộn quá mình đâu có thời gian mà đi tham dự mấy cái bữa họp đây thì Julie thích nhất là trong cái newsletter đây đây um, Julie hy vọng uh, mỗi cái thị trưởng ha cái người um, nhị viên trong thành phố Garden Grove ha, thành phố Westminster ha, thành phố Fountain Valley hy vọng xài cái mẫu của um, của Katrina Foley để cho um, cho cộng đồng Việt Nam của mình biết cái thông tin trong thành phố của mình nếu quý vị muốn đó thì quý vị cũng có nên liên lạc cái thị trưởng hoặc cái người nghị viên đại diện cho cho quý vị để cho họ làm cái newsletter uh, Julie cũng cũng khuyên um, Katrina Foley là có thể um, cũng phải làm cho tiếng mẹ hoặc phải làm cho tiếng Việt Nam tại chỗ nào dạy đất thì mình có thể giúp nhiều người hơn um, Julie trong cái newsletter mỗi tuần uh, Katrina Foley cũng có cái thông tin nó kêu bằng là the community events thì mỗi tuần trên nào thành phố um, Mesa hay trong quận Cam mình có cái cái trung tâm cái, cái cái chương trình quan trọng đó thì trong cái newsletter cũng có đó nữa um, tại thành phố thành phố uh, mesa là cũng là một cái chỗ mà cộng đồng Việt Nam của mình um, làm cái chương trình làm cái chương trình um, cái cha cha tết Um, hy vọng năm tới um, mình được qua khỏi cái cái covid thì có thể mình được cái hội chợ tết một lần nữa mà um, xin uh, xin lỗi năm nay mình không có thời gian làm mà nếu quý vị um, lo lo lắng về cái covid mình muốn tìm hiểu hơn với mình mình muốn là cái người đại diện cho mình á lúc mà mình bầu trong hai, hai, ngàn, hai, 2020 á thì mình muốn mỗi cái người nhị viên của mình cái người thị trưởng của mình làm việc cho mình cho giúp cộng đồng của mình với giúp mỗi gia đình uh, trong một covid với 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 sau đó nữa uh, Julie hy vọng uh, quý vị là vẫn đã tiếp tục theo dõi chương trình kiến thức y khoa gia đình um, xã hội mỗi tuần, uh, Julie hy vọng cái chương trình đây đã có được cái thời gian đem rất nhiều cái thông tin cho quý vị. Julie chúc quý vị rất nhiều may mắn và sức khỏe. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình mỗi tuần.